chương 87 Bốc thăm Các môn phái đến tông môn đại bỉ xem thi đấu ai mà không có mục đích riêng, xem đại bỉ chỉ là phụ, chính yếu là muốn tiếp xúc với thế hệ tu sĩ kiệt xuất tương lai. Chảm Kim Tông cũng không ngoại lệ, tông chủ của bọn họ đã dẫn họ đến Côn Luân từ sớm, huống chi các năm trước bọn họ cũng đều cung cấp dịch vụ chữa trị pháp khí cho các đại tông môn nên địa vị khá đặc thù. Giờ phút này, trong điện nơi chạm kim tông đang trú lại một nam nhân đang cầm một khối tố hồi ngọc bản trong tay sắc mặt lạnh băng nhìn chấp sự đang quỳ trên mặt đất đây là thứ gì có người cố ý phát ra chúng thuộc hạ không tra được bắt nguồn từ nơi nào chấp sự quỳ trên mặt đất mồ hôi đầy đầu nói không biết vì sao mọi người đều nói người trong tố hồi ngọc bản là đệ tử thiên cơ môn hắn nhìn tới nhìn lui mười mấy lần chỉ nhìn thấy được một bên mặt cũng chưa thấy được trên người của người này có dấu hiệu tông môn rõ ràng nào, tuy rằng đạo bào của thiên cơ môn sắc thật là màu đen. Hay cho một câu ngươi không biết. Nam nhân trên ghế cao dùng sức ném tố hồi ngọc bản vào đầu của chấp sự, ngọc bản nảy ngược lên văng xuống đất, bể nát, đệ tử thiên cơ môn này mấy ngày trước còn làm trò trên tiên đài của Côn Luân, dùng một con tàu bay rách náo động một hồi trên đó, gương mặt kia hiện tại đã khắc sâu trong đầu của mọi người có mặt trên tiên đài hôm ấy chỉ cần không mù thì cũng đều biết đó là ai. Chấp sự này mấy hôm trước còn chưa tới Côn Luân nên không hiểu đầu đuôi sự việc ra sao, nhưng hiện tại hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu nhận sai. Nam nhân ngồi trên ghế cao trên điện hít thật sâu một hơi, lại hỏi: "Thiên Cơ Môn tham gia vòng sơ loại ở Đông Phương, còn ở trên Lôi Đài bán pháp khí, chuyện này sao ta chưa bao giờ nghe các ngươi bẩm báo qua?" ông ta biết trên danh sách của đông phương có mấy người tông phái ghi là thiên cơ môn nhưng đều là mấy cái tên xa lạ chưa từng nghe qua ông ta chỉ nhớ rõ tên của hai đệ tử thiên cơ môn trên bách thanh bảng nhưng cũng chỉ là xếp hạng rất thấp trình độ chẳng ra sao thế nên ông ta vẫn luôn cho rằng chỉ là tên tông phái giống nhau vì hạ nhân cũng không ai hội báo chấp sự quỳ trên mặt đất lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về nữ nhân bên cạnh lúc trước thuộc hạ đã bẩm báo qua Nam nhân trên ghế rời ánh mắt về phía nữ tử mặc đạo bào màu vàng nhạt đang ngồi bên tay trái, ngữ khí lạnh lẽo, phạm trưởng lão, việc này cô biết sao? Nữ tử đạo bào vàng nhạt đứng ra một bước chắp tay nói, Tông chủ, chuyện bọn họ buôn bán pháp khí ta đã điều tra qua, thật sự chỉ là những pháp khí tầm thường. Thêm đoạn thời gian trước ngài vừa tiến dai, có nhiều việc cần xử lý nên thuộc hạ mới không muốn quấy rầy ngài với những chuyện còn con tay phải bà lật lên, lấy ra một quyển trục dâng cho nam nhân trên ghế cao. Tả Thịnh Nguyên mở quyển trục ra, trên đó là các loại pháp khí mà Thiên Cơ Môn đã bán ra khi thi đấu ở Đông Phương. Kế bên mỗi loại pháp khí đều có ghi chú, thoạt nhìn xác thật đều là pháp khí bình thường, không có gì đặc biệt. Ta chỉ sợ phạm trưởng lão còn niệm tình tông môn cũ. Tả thịnh nguyên cuộn quyển trục lại, ném trả cho bà, nở một nụ cười, về sau có bất cứ chuyện gì liên quan đến thiên cơ môn thì mặc kệ ta có bận thế nào toàn bộ đều phải bẩm báo lên. Phụ thân, đây là một thanh niên cũng mặc đạo bào vàng nhạt, tóc đen được buộc lên gọn gàng bởi ngọc quan bước vào điện, nhìn thấy chấp sự đang quỳ giữa điện cùng phạm trưởng lão đang đứng khom người chắp tay thì có chút kinh ngạc hỏi. Không có gì, sao chỉ có một mình con trở lại? Tả thịnh nguyên hỏi, đại ngọc đâu? ở toàn cơ phong bồi tô chân nhân. Tả văn tuyên đáp. Sắc mặt tả thịnh nguyên hơi dịu xuống, sư phụ của côn luân lục trầm hàn chính là phong chủ của toàn cơ phong. Hoa đại ngọc được lưu lại đó thì nhất định có khả năng rất cao sẽ gặp được lục trầm hàn. Phụ thân, tố hồi ngọc bản này hôm qua con thấy không ít người cầm trong tay. Tả văn tuyên cúi người nhặt lên tố hồi ngọc bản. Ai cũng bảo Nguyệt Nha Sạn có thiên đạo trúc nguyện là do người này luyện chế thiên đạo chúc nguyện bất quá chỉ là vận may nhất thời mà thôi. Tả thịnh nguyên cười lạnh, không ai có thể may mắn mãi được. Nếu nguyệt nha sạn đó thật sự do thiên cơ môn luyện ra tới thì về sau mong họ đừng có suốt ngày cọ thanh danh của trảm kim tông chúng ta nữa. Tạ văn tuyên nhìn mảnh vỡ của tố hồi ngọc bản, rất không kiên nhẫn nói, mấy tháng trước ngày nào cũng có người liên hệ con cùng đại ngọc luyện chế pháp khí có thiên đạo chúc nguyện, hôm qua đến nay còn nhiều hơn, mà thái độ họ cứ âm dương quái khí, không tìm thiên cơ môn đi tìm chúng ta làm gì. Tả Thịnh Nguyên mấy tháng trước âm thầm quạt gió thêm củi hướng dư luận về Trảm Kim Tông. Còn Hàn Tinh Bùn, có tìm hiểu được tin tức gì không? Tả Thịnh Nguyên tiếp tục hỏi chấp sự quỳ trên mặt đất, văn đông tài liệu hành lấy được nó từ đâu, còn dám lấy ra tới. Chỉ biết là bọn họ đột nhiên lấy ra tới, nói là tài liệu quý tổ tiên truyền lại. Chấp Sự cúi đầu nói, vì để tài liệu hành tiếp tục tồn tại không thể không lấy ra bán. Tả Thịnh Nguyên vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón cái vừa nói, đừng cho hắn bán ra, ngươi cho người phá buổi đấu giá của Văn Đông tài liệu hành đi. Chấp Sự trầm mặc thật lâu mới nói, tin tức này là do Văn Đông tìm xong người mua rồi mới lộ ra tới. Ngực của Tả Thịnh Nguyên phập phồng vài lần, ông ta vung tay tung ra linh lực, chụp bay Chấp Sự qua một bên bảo các ngươi thu thập tin tức, thu được đều cho chó ăn cả rồi. Chấp sự sau khi bị đánh bay thì vội vàng tiếp tục bỏ lại giữa điện quỷ dạp nói tiếp, người mua là Thượng Khuyết Tông. Một trong năm đại tông, muốn che giấu tin tức không cho các tông phái khác biết cũng không phải là việc khó. Thượng Khuyết Tông, tả thị nguyên lúc này nghĩ tới chuyện gì đó, hẳn là bọn họ muốn sửa thanh cổ cầm đó. Tông chủ, nếu Thượng Khuyết Tông muốn tu đàn cổ, cuối cùng nhất định sẽ tự tay đưa hàn tinh bùn tới phạm trường lão ngẩng đầu nói ngoại trừ chảm kim tông chúng ta còn có tông môn nào có thể chữa trị được đàn cổ đó chứ huống chi văn đông tài liệu hành cũng chẳng có gì đáng sợ một cái tài liệu hành không có tài liệu chỉ bằng một giọt hàn tinh bùn cũng cứu không được nghe được lời này tả thịnh nguyên suy tư một hồi sau đó phất tay cho chấp sự lui ra ngươi nói không sai hiện giờ tông chủ đã đến đại thừa trung kỳ, chắc chắn không bao lâu nữa thượng khuyết tông sẽ thỉnh ngài tự tay chữa trị thanh cổ cầm đó. Phạm trưởng lão tiếp tục nói, tất cả các ngươi lui xuống hết đi. Tả thị nguyên nói, ta cần tìm lại vài quyển thư tịch cổ có liên quan đến chữa trị cổ cầm. Diệp Tố không biết những chuyện phát sinh ở tràm Kim Tông, nàng đang trên đường đến sân thi đấu của Tông Môn Đại Bỉ, hôm nay đệ tử của Tứ Phương cùng với đệ tử của Côn Luân Phái phải tập trung để rút thăm chia cặp thi đấu, tổng cộng có 5.000 lá thông hành đơn. Ba người Minh Lưu Sa lưu lại trong viện luyện chế pháp khí cùng sửa sang lại tài liệu mà Hoàng Nhị Tiền đưa tới. Tất cả thông hành đơn đều được bỏ vào một chỗ. Lữ Cửu khẩn trương nói, nếu bốc phải người một nhà thì phiền toái lớn. Tông môn đại bỉ không giống với vòng sơ loại. Ở vòng đầu tiên của tông môn đại bỉ, 5.000 thông hành đơn của tu sĩ Dự Thi Bốn Phương cùng với đệ tử Côn Luân sẽ được bốc thăm thành từng cặp, ai thua sẽ ngay lập tức bị loại. Những năm trước không thiếu người vận khí không tốt, vốn dĩ leo lên được 10 người đầu tiên của vòng sơ loại, vậy mà ngay trận đầu tiên lại gặp phải cao thủ liền lập tức bị loại. Cứ đánh hết toàn lực là được. Trong tay Diệp Tố đang cầm hai tờ thông hành đơn, một tờ của chính mình, còn tờ còn lại là của tiểu sư đệ dù phục thời đi sát ở phía sau nàng, nhưng hai tay của hắn trống trơn, khắp huyết kiếm cũng đã bị hắn nhét lại vào trong túi cản khôn. Một đường đi đến sân thi đấu, tất cả mọi người đều nhịn không được mà trộm đánh giá hắn. Ngày đầu tiên của tông môn đại bỉ chỉ thực hiện mỗi rút thăm nhưng tất cả mọi người đều bắt buộc phải đến. Đệ nhất của Bắc Phương là đệ tử Thượng Khuyết Tông, ở Nam Phương là đệ tử Hợp Hoan Tông, đệ nhất Tây Phương là Tân Phật Tử Vạn Phật Tông, những người này sớm đã đứng ở những vị trí đầu của các phương được quy định trên sân thi đấu khi côn luân lục trầm hàn bước ra toàn trường liền yên tĩnh mọi người không tự giác đều bị hắn hấp dẫn đến ngừng thở đây chính là người đứng đầu của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi của tu chân giới hắn chỉ đứng ở kia nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được một cổ kiếm ý cường đại trói mắt rạng rỡ ninh thiển giao đứng trong đám người ở xa xa nhìn lục trầm hàn đôi mắt lộc hơi mang theo hơi nước hai má phiếm hồng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thì lục ca ca vĩnh viễn vẫn luôn là người lóa mắt nhất lục trầm hàn cầm kiếm đi vào sân thi đấu hắn đã quen với việc xung quanh lúc nào cũng đều có không ít ánh nhìn mang theo các loại cảm xúc khác nhau nên cũng không có chút nào bận tâm đến bọn họ đều là kẻ sẽ bị đào thải bất quá là sớm hay muộn mà thôi chưa đến vị trí của mình nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại hắn đã thấy người mà hắn luôn muốn đối đầu, người đứng ở vị trí đầu của Tây Phương, tân Phật tử Cốc Lương Thiên. Ánh mắt của hai người vừa chạm thì bầu không khí trên sân thi đấu tựa hồ như có áp lực nghìn cân đè xuống, có vài kiếm tu cảnh giới hơi thấp thậm chí sắp giữ không được kiếm của chính mình, chúng bắt đầu run rẩy chấn động. Tránh ra, dù phục thời không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh lục trầm hàn, chỉ vào vị trí được đánh dấu là đệ nhất đông phương trên mặt đất, không kiên nhẫn nói, vị trí của ta. Phạm nhân kia cầm thông hành đơn đi nộp lên bảo hắn tự mình đi tìm vị trí trước. Ai ngờ khi tìm được chỗ thì hắn lại nhìn thấy một tên trông còn xấu hơn dịch huyền đang chiếm vị trí của hắn. Trong lòng lục trầm hàn chấn động, hắn không hề phát hiện có người tới gần mình. Dù phục thời vừa ra tới, toàn bộ sân thi đấu giống như lại sống, dậy lục trầm hàn vốn dĩ nhìn thập phần xuất sắc nhưng trong nháy mắt liền bị sự nổi bật của du phục thời làm phai nhạt đi sáu phần mọi người vô thức đều bỏ qua không quan tâm côn luân lục trầm hàn nữa mà bắt đầu thảo luận về du phục thời bên cạnh người này nhất định là vị đệ nhất đông phương kia sư thúc quả nhiên nói không sai chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì liền biết ngay là ai sư bá ta cũng nói người nào đẹp nhất thì người đó chính là đệ nhất của đông phương Ngày đó trên tiên đài, ta thấy tu sĩ ngồi bên cạnh hắn nhan sắc cũng cực kỳ không tồi. Có mỗi người đó thôi hả? Ta thấy trên cả cái tàu bay đó không có ai xấu hết. Kêu ta có việc gì? Mai Cửu Nhân quay đầu nhìn mấy người đang đứng sau hắn hỏi. Các thí sinh của Phương Nam đang xếp hàng ở phía sau. Lục Trầm Hàn đi về phía trước vài bước, sau đó đột nhiên lại xoay người, "Ngươi là đệ nhất Đông Phương Du Phục thời?" ta chờ mong trận giao tranh sắp tới giữa chúng ta trong tông môn đại bỉ. Dù phục thời căn bản không bao giờ phản ứng người xa lạ, đặc biệt là người xấu xí. Hắn cúi đầu đạp lên vị trí được đánh dấu của hắn, sau đó đứng ở đó đợi Diệp Tố quay lại. Mọi người xung quanh sớm đã dựng lỗ tai lên nghe ngóng, thấy một màn này thì không khỏi hít hà một hơi. Vị đệ nhất đông phương này, tướng mạo giết người thì thôi đi, hành sự cũng thật thẳng thắn, Diệp Tố vừa mới nộp xong thông hành đơn, nàng quay trở về khu vực của Phương Đông cùng với Dịch Huyền, vừa đi tới liền nhìn thấy Lục Trầm Hàn đang đứng trước mặt du phục thời. Lát nữa trưởng lão chủ trì sẽ bắt đầu bốc thăm thông hành đơn. Diệp Tố nhìn lướt qua một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt, nàng lấy ra một cái ghế dựa từ trong túi cản khôn đẩy đến bên cạnh du phục thời. Sau khi bốc thăm xong hết chúng ta mới có thể rời đi khi nhìn thấy du phục thời thật sự ngồi xuống ghế dựa thì mọi người lại không nhịn được mà hít sâu một hơi đệ tử mạnh nhất côn luân lục trầm hàn đang đứng trước mặt mà thiên cơ môn các người không phản ứng thì chớ còn lấy ghế dựa ra ngồi xuống kiêu ngạo quá kiêu ngạo không biết trong lòng lục trầm hàn nghĩ thế nào chỉ thấy biểu hiện trên mặt hắn cũng không có gì thay đổi thậm chí còn gật gật đầu với du phục thời rồi mới rời đi Mọi người sau khi nộp lên thông hành đơn thì bị yêu cầu phải ngồi ở vị trí định sẵn để đợi quyết định cặp đấu, bốc thăm bắt đầu từ các vị trí đệ nhất của các phương. Diệp Tố cũng lấy ra một chiếc ghế dựa, ngồi ở vị trí sau cùng của đội Ngũ Phương Đông, chậm rãi chờ. Chủ trì buổi rút thăm hôm nay là một trưởng lão của Côn Luân phái, ông nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người Du Phục Thời đang ngồi ở hàng đầu tiên giữa mày xẹt qua một tia không vui nhưng cuối cùng cũng không có nhiều lời tông môn đại bỉ cũng không có quy định lúc đợi rút thăm không được ngồi sớm biết vậy ta cũng mang cái ghế mềm trong phòng đến đây mai cử nhân quay đầu nói với nhan hảo luyện khí sư bọn họ đúng là cái gì cũng có nhan hảo cầm một cây quạt lông hồng nhạt chậm rãi phe phẩy lần sau trước khi làm gì huynh cứ hỏi bọn họ trước là được rút thăm khai mạc tông môn đại bỉ chính thức bắt đầu, mời đệ nhất Côn Luân cùng đệ nhất của bốn phương tiến lên. Trường lão chủ trì cao giọng hô. Bốc thăm xong sang ngày thứ hai mới bắt đầu thi đấu, đấu trong vòng 10 ngày, đến lúc đó một nửa người sẽ bị đào thải. Trường lão chủ trì vung tay lên, một quyển trục liền bay lên không trung sau đó mở ra, trên đó đầu tiên xuất hiện tên của Lục Trầm Hàn, một lát sau một cái tên khác cũng hiện ra tới. Trương Sơn Xếp hạng thứ 9 của Đông Phương Trương Sơn, nhìn thấy tên mình xuất hiện trên quyển trục thì tức khắc sắc mặt của hắn liền sám trắng, hắn chỉ sợ ngay từ trận đầu đã bị loại rồi. Không phải ai cũng có thể có cơ hội đối kháng với lục trầm hàn. Trình Hoài An xoay người nói với Trương Sơn đứng sau đó, cứ tận lực với cơ hội lần này thôi. Nếu biểu hiện xuất sắc, nói không chừng sẽ nổi danh tu chân giới. chương 88 Cắn hạt dưa tập thể. Thời gian rút thăm không tính là ngắn. Sau khi tên của hai thí sinh hiện lên trên quyển trục thì hai người còn phải lên đài nhận lấy thông hành đơn của đối phương. Bởi vì sau khi trận đấu kết thúc thì người thắng cần phải bóp nát thông hành đơn của người thua, tuyên bố đào thải. Dù phục thời bốc thăm chúng một tán tu ở Tây Phương, xếp hạng gần cuối bảng, dịch huyền thì lại rút chúng một tu sĩ hạng 500 hơn của Đông Phương. Trong đại điện của Côn Luân Phái, tông chủ của năm đại tông đang ngồi ở phía trên, tông chủ của các môn phái khác thì ngồi dọc theo hai bên đại điện. Giữa điện có rất nhiều mặt thủy vân kính đang trôi lơ lửng giúp các tông chủ nắm rõ tình hình rút thăm trên sân. Năm nay mở màn không có quá nhiều cặp đấu mà thứ hạng hai người không quá xa nhau. Ngô Nguyệt chống một ngón tay lên trán nói, không có trò hay để xem. Bà nhớ rõ có năm có đến 7-8 cặp đấu mà các tu sĩ xếp hạng không quá chênh nhau, đánh đến người chết ta sống, rất náo nhiệt. Ở khu vực của Đông Phương hai người ngồi ở đầu hàng và cuối hàng là đệ tử thiên cơ môn sao? Tông chủ Thượng Khuyết Tông chỉ vào một mặt Thủy Vân kính hỏi. Còn kiêu ngạo hơn tất cả mọi người trên sân đấy. Người đẹp kiêu ngạo một chút thì có làm sao? Ngô Nguyệt thuận miệng đáp. Tông chủ ngũ hành tông nhấp một ngụm trà nói, thiên cơ môn hình như chỉ có các đệ tử tự mình đến, đại bỉ quan trọng như thế mà sư phụ cũng không tới, không biết nghĩ thế nào nữa. Điều đó chứng tỏ các đệ tử của thiên cơ môn độc lập, không cần sư phụ lo lắng. Ngô kiếm phái tông chủ Chu Kỳ cũng từ tốn nâng chung trà lên nói. Chỉ vì một chuyện còn con mà chưa gì bốn đại tông môn đã bắt đầu đối trọi gay gắt, các tông chủ khác ngồi dưới đại điện không khỏi im lặng rụt đầu làm đà điều. Chỉ có tông chủ Trảm Kim Tông Tả Thịnh Nguyên là ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ cùng Ngô Nguyệt như có điều nghiên cứu, Thiên Cơ môn có quan hệ với Ngô Kiếm phái ông ta đã biết, nhưng vì sao Hợp Hoan Tông cũng nói đỡ cho Thiên Cơ môn. Vì mấy đệ tử đó trông đẹp sao? Diệp Tố ngồi trên ghế, lấy ra một túi hạt dưa từ túi cản khôn, đây là đêm qua nàng đã đoạt từ chỗ Minh Lưu Sa, hiện tại nhàn rỗi nhàm chán nên nàng định tách vỏ đống hạt dưa này bất quá không có chỗ để nên nàng lại lấy từ trong túi cản khôn ra chiếc bàn dài mà lúc trước đã làm trong bí cảnh, ngang nhiên đặt nó sang một bên, dù sao nàng ngồi ở hàng cuối cùng, chắc cũng không có ai để ý đến. Sau đó một cái đĩa không lại xuất hiện ở trên bàn, được nàng dùng để đựng nhân hạt dưa. Diệp tố tách được hơn một nửa túi hạt dưa thì trên đĩa cũng đã chất đầy một tầng nhân nhỏ, nàng dỗi tay vỗ vỗ lên lưng tu sĩ đứng đằng trước, đạo hữu phiền huynh truyền về phía trước cho du phục thời, cảm tạ. Du phục thời, ai mà không biết, đặc biệt là các tu sĩ đến từ Đông Phương. Vì thế trong bầu không khí khẩn trương trên sân thi đấu, hàng dài thí sinh từ Đông Phương bắt đầu từng người từng người truyền một cái đĩa, cực kỳ chói mắt. Truyền cho du phục thời, Lữ Cửu đưa đĩa cho Dịch Huyền đứng ở phía trước nói. Dịch Huyền nhận lấy, nhíu mày nhìn nhân hạt dưa trong đĩa, chỉ cho một mình du phục thời thì thôi đi, ngay cả vỏ cũng phải tách sẵn cho hắn sao. Ngũ sư đệ xoay người, thò mặt ra nhìn Diệp Tố đang ngồi ở hàng cuối cùng. Diệp Tố đang thầm tiếc mình không mang linh trà, bằng không có thể châm một ly trà uống thì bỗng nhiên nhận thấy một ánh mắt bén nhọn. Nàng ngẩng đầu thì phát hiện thì ra là ngũ sư đệ đang cầm cái đĩa nhìn nàng chằm chằm. Nàng nở nụ cười, phất phất tay xem như chào hỏi. Dịch huyền. Vì thế dưới ánh nhìn của Diệp Tố, dịch huyền dơ cây đĩa lên, sau đó bốc đi một nửa hạt dưa trong đĩa, cuối cùng mới xoay người đưa cho Trình Hoài An, truyền cho du phục thời. Lữ cửu ở phía sau thấy rõ ràng cả quá trình không khỏi trầm mặc nàng nhỡ rõ lúc đầu mới gặp, dịch huyền cực kỳ để ý đến mặt mũi, chuyện gì cũng nghẹn ở trong lòng. Diệp Tố nhìn thấy cũng sừng sốt, chủ yếu là vì nàng nghĩ với tính cách của dịch huyền hắn sẽ không ở trường hợp như thế này ăn hạt dưa, không ngờ tới đã tính sai. Chờ sau khi du phục thời nhận được đĩa thì thấy trong đĩa đã trói lọi thiếu mất một nửa, hắn tưởng một nửa đó Diệp Tố đã lấy trước, kết quả ngay sau đó liền nghe thấy cách đó mấy hàng truyền đến thanh âm cắn nhân hạt dưa. Du phục thời quay đầu nhìn lại thì quả nhiên phát hiện dịch huyền đang ăn từng mảnh nhân hạt dưa. Hai sư đệ mới cũ bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tựa hồ sẹt sẹt tia lửa, cùng với hương thơm của nhân hạt dưa. Ta tự nhiên cũng thấy đói bụng quá. Mã Tổng thu chép chép miệng nói, sao Diệp Tố chỉ cho mỗi sư đệ của nàng ấy ăn vậy? Liên liên thì trực tiếp mở ra truyền tin Ngọc Điệp hỏi Diệp Tố, còn hạt dưa không? Chúng ta cũng muốn nếm thử. Đồ vật mà ngày thường chẳng bao giờ thèm đụng đến thế mà lúc này lại cảm thấy thật thơm. Rất nhanh Diệp Tố liền trả lời, còn có một chút, các ngươi đón lấy này. Diệp Tố đứng lên trên ghế, xoay xoay vai, sau đó nắm lấy túi, mô phỏng theo tư thế ném bóng bầu dục mà ném túi hạt dưa đến mấy người đang đứng ở hàng trên. Túi hạt dưa bay theo một đường cong duyên dáng, mọi người của những phương khác đều thấy được rõ ràng, cực kỳ rõ ràng. Từ Trình Ngọc duỗi tay tiếp được túi đồ ăn vặt chân quý, hắn bốc trước cho mình một nắm, sau đó mới chuyển túi cho những người khác. Vì thế một hàng trước sau của Đông Phương bắt đầu cắn hạt dưa tập thể. Điểm tâm của chúng ta sao đột nhiên thấy nhạt tuệt rồi. Mai cửu nhân nhìn đĩa điểm tâm tinh mỹ trong tay, lẩm bẩm. Nhan Hảo nhìn nhìn về phía du phục thời cùng dịch huyền, nhìn mặt bọn họ thêm vài lần chắc là có thể ăn hết thôi. Mã thượng tấu của Dương Trạch Tông đối chiến với thiên cơ môn diệp tố, hai người bước lên trao đổi thông hành đơn. Trưởng lão chủ trì hô, đối phương là đệ tử của một tông môn ở Bắc Phương, xếp hạng hơn 600. Diệp Tố đi lên, sau khi trao đổi thông hành đơn với đối phương thì từng người lại trở về vị trí, tiếp tục chờ. Đến mãi giờ thân, khoảng từ 3 tháng 5 giờ chiều, thì buổi rút thăm chia cặp đấu mới chính thức kết thúc. Diệp Tố thu bàn ghế vào trong túi cản khôn, còn chưa rời đi thì Ninh Thiền Giao đã tìm lại đây. Hôm nay nàng ta mặc một thân váy màu vàng nhạt, càng thêm có vẻ kiều tiếu đáng yêu. Đại sư tỷ, muội nhìn thấy tên mọi người trên danh sách, thật là vui quá. Ninh Thiển Giao cong mắt cười nói, còn duỗi tay ra ý đồ muốn ôm lấy cánh tay của Diệp Tố. Diệp Tố không trốn nhưng du phục thời lại chặn ngang một tay, hắn lôi áo của nàng từ sau lưng, làm nàng không thể không lùi lại vài bước. Tiểu sư đệ đánh giá đĩa nhân hạt dưa vừa rồi, khó ăn bị dịch huyền chạm qua rồi. Ừ, vậy lần sau không ăn nữa. Diệp Tố thuận miệng nói một câu. Du phục thời nhíu mày, không được. Hai người chỉ lo nói chuyện với nhau, Lữ Cửu cũng không quen biết tiểu sư muội gì đó, dịch huyền thì lại càng ít nói. Thế nên Ninh Thiển Giao một mình đứng đó, không ai đáp lời, nụ cười trên mặt nàng ta đã sắp duy trì không nổi. Muội ở đây à, Giản hồ vừa chuyển mắt nhìn chỗ khác một lát quay lại thì đã không thấy nàng ta đâu, tìm một vòng mới thấy Ninh Thiền Giao đang ở chỗ này. Đại sư tỷ, đây là bằng hữu mà muội mới quen, giản hồ. Ninh Thiển Giao xoay người kéo giản hồ đến giới thiệu, đây là đại sư tỷ, còn đây là tiểu sư huynh. Diệp Tố vốn đang quay đầu nói chuyện với du phục thời, nghe thấy hai chữ giản hồ, thì một chút cảm xúc cuối cùng trong mắt cũng hoàn toàn biến mất giản hồ, nhặt hồ, đây chính là tên trong nguyên tác mà tiểu sư muội đã đặt cho hồ vương. Sao giản hồ chiên hu, chiên hú, và nhặt hồ chiên hu, chiên hú, đọc lên đồng âm. Quyển trục của Hoàng Nhị Tiền chính là bị con hồ ly này đoạt đi mất. Đại sư Tỷ, Tỷ đang tức giận sao? Tông giọng của Ninh Thiển Giao có chút hạ thấp nói, dùng thân phận vô danh Tông tham gia Tông môn đại bỉ là muội không đúng, nhưng muội chỉ là vì sợ trưởng môn sẽ không đồng ý cho muội tham gia thế nên mới còn dám nhắc tới trường môn sư phụ vì sao sẽ cảm thấy trưởng môn sẽ không đồng ý diệp tố xoay người lại bỗng nhiên dỗi tay nắm lấy cảm ninh thiền giao hơi cúi người nói tiểu sư muội ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy có biết không toàn bộ thiên cơ môn còn không phải là vây quanh sư phụ của muội mà chuyển sao muốn sợ thì cũng là sợ sư phụ của muội mới đúng ninh thiển giao sững sờ tại chỗ nàng ta không ngờ diệp tố sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy ra một chiêu này muội không phải ninh thiển giao lui về phía sau một bước muốn tránh thoát khỏi tay diệp tố giản hồ đứng bên cạnh thấy ninh thiển giao như thế thì liền xoay tay chịu ra linh thực đánh về phía diệp tố dịch huyền rút ra trọng minh đao bổ xuống linh lực cầu đang bay tới, chém nó ra làm hai. Linh lực cầu phân làm hai nện xuống sân thi đấu, phát ra âm thanh ầm ầm làm đệ tử các tông môn còn chưa rời khỏi toàn bộ đều đứng lại. Diệp Tố nở một nụ cười kỳ quái, buông ninh thiền giao ra sau đó chạy về phía giản hồ. chương 89 Quyền trục Không ai dự đoán được giản hồ sẽ đột nhiên ra tay, càng không ai nghĩ tới Diệp Tố Thế nhưng sẽ xông tới nghênh đón. Một người xếp hạng đệ nhị của Tây Phương, còn một người là Đông Phương đệ nhất đếm ngược, dùng chân cũng có thể đoán được ai sẽ thắng. Diệp Tố lại không hề có chút nào sợ hãi, khi chạy về phía giản hồ thì nàng cũng nhanh chóng ném ra mấy đạo phù chú. Hồ Vương lại yêu nên ở tu chân giới phải chịu một lượng áp chế tự nhiên, thêm nữa lúc trước hắn bị thương nặng nên cảnh giới bị thụt lùi, theo cốt truyện của nguyên tác thì nữ chủ Ninh Thiển Giao vô tình nhặt được hồ yêu, lập khế ước yêu thú, từ đó hai bên cùng một cảnh giới, từ nguyên anh sơ kỳ tăng lên đến trung kỳ. Giản hồ lúc này hẳn là đã nguyên anh trung kỳ. Một chút tài mọn, đôi mắt hẹp dài của giản hồ nhìn Diệp Tố đầy khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, mấy lá phù rách cũng muốn đối phó hắn. Đúng là không biết trời cao đất dày. Hắn vung lên một chảo, cách không xé tan những phù chú đang bay tới, đồng thời nhẹ điểm mũi chân nhảy dựng lên, vọt về phía Diệp Tố, linh cầu trong lòng bàn tay còn lớn hơn trước vài phần. Mấy người từ Trình Ngọc đứng ở lối ra của sân thi đấu từ xa cũng có thể cảm nhận được uy hiếp không nhỏ từ động tác của hắn. Huynh không đi hỗ trợ sao? Liên liên hỏi từ Trình Ngọc đứng gần đó. Là Diệp Tố chủ động nghênh chiến. Từ Trình Ngọc ôm kiếm bình tĩnh nói, Nàng ấy không bao giờ làm chuyện mà bản thân không nắm chắc. Đệ thấy cũng chưa chắc. Mã Tổng thu chen vào một miệng, đệ thấy trong xương cốt Diệp Tố điên thật sự. Lúc này giản hồ đã ném linh cầu đến trước mặt Diệp Tố, linh cầu đã đến gần sát trong gang tấc nhưng Diệp Tố lại không hề trốn tránh, chỉ là hai tay nàng bỗng nhiên giang ra hai bên, một đạo pháp trận kim sắc xuất hiện trước mặt, linh cầu đập vào đó lập tức liền biến mất. Ơ ờ, đâu mất rồi? Chu Vân Trừng lớn đôi mắt nói, phía Tây, cốc lương thiên tự hồ nhận thấy được cái gì, hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại sân thi đấu, sau khi thấy rõ đạo pháp trận đó thì lại thu hồi ánh mắt, nâng lên pháp trượng tiếp tục đi ra ngoài. Linh cầu đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tâm hơi, ngay cả giàn hồ cũng sửng sốt một lát, hắn híp mắt đánh giá diệp tố, nàng ta bất quá chỉ mới là kim đan sơ kỳ mà thôi đôi tay của hắn lại một lần nữa ngưng tụ linh cầu, công kích về phía Diệp Tố. Diệp Tố không né không tránh, hai tay hợp lại, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau để kết trận, sau đó hai tay tách ra kéo sang hai bên, kim quang pháp trận được mở rộng, linh cầu như cũ đụng phải pháp trận liền biến mất. Mọi người xem mà trợn mắt há mồm, đây là trận pháp gì mà lại không khiến các tu sĩ phát hiện bất luận dao động nào. Nhưng mà, trước mặt Ninh Thiển Giao đang đứng cách đó không xa đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, quả linh cầu đầu tiên biến mất lúc này một lần nữa lại xuất hiện, tán vào mặt nàng ta. Phản ứng của Ninh Thiển Giao không tính là chậm, lập tức khởi động linh lực tạo thành vòng bảo hộ, tuy nhiên quả cầu linh lực đó cách nàng ta quá gần. Tuy rằng khi linh cầu đánh vào vòng bảo hộ liền vỡ vụn nhưng vòng linh lực của nàng ta cũng bị đánh nát khiến nàng ta bị thương không nhẹ. Này vẫn còn chưa xong, tất cả linh cầu biến mất vừa rồi giờ phút này toàn bộ đều xông ra, đánh về phía Ninh Thiển Giao. Ninh Thiển Giao dựng lên ba vòng phòng hộ liên tiếp, toàn bộ đều bị đụng vỡ tan, nàng ta thì trực tiếp bị thương hộp máu, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt vô thố, không rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Giản hồ không biết Diệp Tố ở đối diện dùng tà pháp gì, nhưng thấy Ninh Thiển Giao bị thương thì hành động của hắn cũng không tránh khỏi có chút kiêng rè không dám tiếp tục dùng linh cầu để tấn công. Mấu chốt là hai người đã lập khế ước, Ninh Thiển Giao bị thương thì Giàn Hồ cũng chịu thương tích tương tự, chỉ là hắn nhịn xuống không biểu hiện ra ngoài. Đôi mắt hẹp dài của Giàn Hồ ngập tràn tức giận, hắn không dùng linh lực nữa mà là xông tới gần Diệp Tố, ngón tay cong thành chảo, chuyển sang đánh cận chiến. Cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, trên sân thi đấu không có mấy người có thể thấy rõ chuyển động của hắn, nếu là kim đan hậu kỳ bình thường còn chưa chắc có thể trốn khỏi một chảo này của hắn. Chỉ tiếc là nhất cử nhất động của hắn đều bị Diệp Tố nhìn, thấu rồi. Nàng dùng thân thức. Bị công kích gần nhưng Diệp Tố như cũ không né tránh. Đôi tay nàng một lần nữa hơi nâng lên. Những nơi trên sân thi đấu mà nàng từng đứng qua đều xuất hiện kim quang. Giản hồ phất tay đánh nát một đạo, hai đạo kim quang. Lại không ngờ dẫm phải một đạo tàn phù trên mặt đất, lại một đạo pháp trận kim quang sáng lên dưới chân hắn, trực tiếp truyền tống một chân này đến trên mặt của Ninh Thiển Giao cách đó không xa. Ninh Thiển Giao bị dẫm lên mặt một cái bốp không khỏi ngã ngang gục đầu. Mọi người! Cái đó hình như là truyền tống pháp trận. Trên sân thi đấu rốt cuộc có tu sĩ do dự phòng đoán. Lần đầu tiên mới thấy có người dùng truyền tống trận đi truyền tống công kích, cho nên qua nửa ngày mà mọi người vẫn chưa phản ứng lại được. Chỉ là nàng ấy thiết hạ pháp trận lúc nào vậy? Mọi người đều biết, truyền tống pháp trận yêu cầu phải được thiết lập ở hai đầu, sau đó dùng linh lực khởi động thì mới có thể mở ra không gian truyền tống. Mặt, có người suy đoán, hẳn là lúc đầu khi nàng ấy nắm lấy cầm của áo vàng thì đã hạ xuống một đầu truyền tống trận. Người này suy đoán không sai. Trong nháy mắt khi Diệp Tố nắm lấy cầm ninh thiền giao thì tay còn lại của nàng đã nhanh chóng thiết lập một đầu truyền tống trận trên giày của nàng ta. Diệp Tố lắc đầu tiếc nuối thầm nghĩ, tài nghệ còn chưa tinh, không thể truyền tống được cả người. Vốn dĩ nàng chỉ là muốn tự học truyền tống trận để về sau có thể tiết kiệm chút linh thạch, bất quá thực lực trước mắt chỉ có hạn, chưa thể nào truyền tống được cả người đi khoảng cách xa. Đương nhiên cũng có một phần vì truyền tống trận là nàng tự mày mò học nên chỉ mới tạo ra được bản đơn giản mà thôi. Sau khi biết được những kim quang thường lóe lên đó là cái gì thì hai tay giản hồ liền bùng lên linh lực, phá hủy toàn bộ truyền tống trận. Sau đó hắn trong nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt Diệp Tố, vươn ra một bàn tay muốn bóp cổ nàng. Lực bàn tay mang theo tức giận vì bị trêu đùa không hề nghi ngờ đủ để bẻ gãy cổ của một tu sĩ kim đan kỳ. Dẹt. Một đạo hồng ảnh chợt xuất hiện, Giản Hồ không kịp tránh nên bàn tay liền ăn trọn một lưỡi kiếm, hắn che lại miệng vết thương giữ tợn, trong lòng tức khắc hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì lại chỉ thấy một thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Khắp huyết kiếm nếm được vị máu thì càng thêm hưng phấn, mũi kiếm chỉ thẳng vào Giản Hồ, chấn động từng hồi, tựa hồ muốn nhất kiếm xuyên tim tên hồ yêu trước mặt. Giản Hồ không khỏi chật vật lui về sau hai bước, hắn rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm này thị huyết, nó muốn tiếp tục uống máu của hắn. Đây là thanh kiếm tà đạo gì? Diệp Tố, người thật là chậm. Dù phục thời đứng tại chỗ đợi một lúc lâu mà phàm nhân này vẫn chưa giải quyết xong tên yêu thú đối diện, trong lòng hắn sinh ra bực bội, cuối cùng không nhịn được mà ra tay. Đại sư tỷ sừng sốt. Đại bỉ còn chưa bắt đầu, chớ có tụ tập ở đây nháo sự trường lão chủ trì khoan thai tới muộn, dẫm lên kiếm cất cao giọng cảnh cáo mọi người, mau chóng giải tán. Quần chúng tu sĩ vốn còn muốn hóng hớt thêm nghe vậy chỉ đành phải sôi nổi rời đi. Đại sư tỷ Ninh Thiển Giao sắc mặt tái nhợt che trước người giản hồ, lại khụ ra một mồm huyết. Muội chỉ là sợ bọn họ không cho luyện khí sư tham gia đại bỉ nên mới báo danh vô danh tông. Sao cũng được, không ai quan tâm. Diệp Tố bước tới vài bước, bỗng nhiên giật xuống túi cản khôn bên hông nàng ta. Trong mắt Ninh Thiển Giao co rụt, duỗi tay muốn đoạt về. Đừng nhúc nhích, Diệp Tố khóa tay nàng ta lại, bằng hữu của ta có một bảo bối bị một con súc sinh đoạt mất, túi cản khôn của sư muội vừa lúc lại tỏa ra mùi hương đặc thù của vật đó. Sau khi nghe thấy lời nàng thì cả người Ninh Thiển Giao liền cứng đờ, không biết là vì nửa câu đầu hay là vì nửa câu sau. Diệp Tố cúi đầu nhìn túi cản khôn trong tay, quơ qua quơ lại làm nàng ta ngửi được mùi hương như có như không đó, sau đó lại vươn túi đến trước mặt Ninh Thiển Giao, giải cấm chế. Đại sư Tỷ, muội không hiểu Tỷ đang nói cái gì. Đôi mắt lộc của Ninh Thiển Giao lộ ra vài phần ủy khuất, Tỷ đang hoài nghi muội cầm đồ vật của bằng hữu Tỷ sao. Diệp Tố bật cười một tiếng, nghiêng người kề sát vào tai của Ninh Thiển Giao, đôi mắt lại nhìn chằm chằm giàn hồ sau lưng nàng ta thứ mà xúc sinh đó cướp đi là một quyển trục là một bảo vật có thể truyền tống từ bất kỳ địa phương nào không khéo là quyển trục có một mùi thơm lạ lùng mãi cũng không tan diệp tố đứng thẳng người dậy lấy ra một cái khăn tay thay ninh thiển giao lau đi vết máu bên miệng nàng ta cũng có thể là do tiểu sư muội đã mua thứ gì đúng lúc dính lên tới dịch huyền nhìn về phía ninh thiển giao thanh kiếm kia của du phục thời vẫn chưa thu lại, đang chĩa thẳng vào giản hồ ở phía sau. Đại sư tỷ, Ninh Thiển Giao hào phóng cởi cấm chế trên túi cản khôn, mấy năm nay muội mua rất nhiều đồ vật, còn có vài thứ là nhặt được ở trong bí cảnh, tỷ thích cái nào cũng đều có thể lấy đi. Đối với loại lời nói chứa giao như thế này Diệp Tố cũng không thèm để trong lòng, nàng cũng chẳng xem đồ vật này nọ trong túi của nàng ta, chỉ duỗi tay thẳng vào sau đó chính xác lấy ra một quyển trục. Cái này là tiểu sư muội nhặt được trong bí cảnh sao? Diệp Tố cầm quyển trục trên tay hỏi nàng ta, xem ra hẳn là xúc sinh kia đoạt xong đã ném đi. Trái một câu xúc sinh, phải một câu xúc sinh, sắc mặt của giản hồ ở phía sau dị thường khó coi. Ninh Thiển Giao nắm chặt tay, cuối cùng lắc đầu, muội cũng không rõ lắm, ngày mai còn có đối chiến, đại sư tỷ tụi muội đi trước. Nàng ta xoay người kéo giản hồ vội vàng rời đi. Nếu du phục thời không ra tay thì tỉ tính làm sao? Trên đường trở về, dịch huyền mặt vô biểu tình hỏi Diệp Tố. Thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Diệp Tố cười đáp, nàng cúi đầu thu quyển trục vào trong túi cản khôn, định truyền tin cho Hoàng Nhị Tiền bảo hắn đến đây lấy. Trước khi mọi người tách ra, dịch huyền lạnh mặt nhắc nhở, tỷ chỉ mới là một kim đan sơ kỳ. Diệp tố nhướng mày, nàng tất nhiên biết rõ cảnh giới của bản thân, chỉ là nàng hoàn toàn không sợ một chiêu lúc ấy của giản hồ, thậm chí còn đã nghĩ tốt nên dùng thần thức đánh trả như thế nào. Thần thức nàng là trời sinh, lúc trước ở vòng sơ loại khi dùng thần thức chữa trị linh phủ nàng đã nắm vững làm sao để điều khiển được chúng, thần thức của Nguyên Anh Trung Kỳ hoàn toàn không so được với nàng. Sư đệ, Diệp Tố gọi lại Dịch Huyền đã xoay người rời đi, đệ không hỏi chuyện quyển trục sao? Dịch Huyền quay đầu, hỏi cái gì? Tỷ có đoạt đồ gì của muội ấy à? Vừa rồi là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ ràng cảm xúc biến hóa trên mặt của tiểu sư muội, tuy rằng thay đổi cực nhanh nhưng một thoáng biểu tình chật vật vì bị phát hiện đó rõ ràng có xuất hiện. Chắc là vậy. Diệp Tố không rõ vì sao nở nụ cười, tỷ về viện đây. Dọc theo đường đi, Du Phục Thời đều không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến khi gần đến tiểu viện thì Du Phục Thời bỗng nhiên mở miệng, người muốn nhận hắn làm tiểu sư đệ sao? Ai? Diệp Tố kinh ngạc, một lát mới phản ứng lại, đệ nói giản hồ à. Du Phục Thời không trả lời, phàm nhân này dây dưa với hồ yêu đó lâu như vậy, còn không dùng thần thức, hắn hoài nghi nàng có tâm tư khác không phải ai cũng có thể làm tiểu sư đệ của ta. Diệp Tố dỗi tay ra với Du Phục Thời, xấu không cần. Du Phục Thời đương nhiên đưa tay qua tùy ý để nàng nắm, hắn ta rất xấu. Suy diễn của tiểu sư đệ có chút nhảy vọt khiến đại sư tỷ miễn cưỡng mới có thể theo kịp. Cái gì? Lấy lại được quyền trục rồi. Trong truyền tin Ngọc Điệp, Hoàng Nghị Tiền sau khi nghe xong lời của Diệp Tố thì nhảy dựng lên khỏi ghế, hưng phấn nửa ngày mới xoa tay hỏi cô lấy được nó từ đâu thế lúc quyển trục bị đoạt ngay cả thân ảnh của súc sinh đó trông ra sao bản thân hắn còn không thấy được rõ ràng từ một tiểu sư muội thiên cơ môn nhặt được ở trong bí cảnh diệp tố không tiện giải thích bản thân làm sao biết được nên dứt khoát lấy ninh thiển dao làm cớ túi cản khôn của muội ấy chứa quyển trục nên có mùi thơm lạ nhàn nhạt, nhạt vậy là nhất định xúc sinh đó sau khi đoạt được đã ném trong bí cảnh hoàng nhị tiền cũng không hoài nghi lời nói của diệp tố ngươi đến đây lấy nó đi diệp tố nói ngoài ra ta sẽ đưa cho ngươi một tờ danh sách phiền ngươi chuẩn bị giúp ta những tài liệu ghi trên đó còn linh thạch thì cứ trừ vào khoản linh thạch chia cho ta không thành vấn đề hoàng nhị tiền vui dạo rực nói giọt hàn tinh bùn kia sau khi tìm được người mua là Thượng Khuyết Tông thì bọn họ đã được trả một lượng tinh thạch xa xỉ. Ta còn chờ thiên cơ môn ở đại bỉ lấy được thành tích tốt, để văn đông tài liệu hành cũng được thơm lây. Hoàng nhị tiền hưng phấn nói, tiền cực ta cũng đặt hết rồi đấy. Tác giả có lời muốn nói. Kiều kiều, nàng chậm chạp không động thủ, nhất định là coi trọng con hồ ly đó. chương 90, Tiến giai. Diệp Tố từ chỗ Hoàng Nhị Tiền biết được tin tức tu chân giới đã bắt đầu mở ra cá cược tông môn nào sẽ thắng đại bỉ. Người đặt bên nào? Diệp Tố hỏi hắn. Hoàng Nhị Tiền, khụ khụ. Côn Luân. Vừa rồi còn nói muốn thơm lây, ta còn cho rằng ngươi đặt thiên cơ môn. Diệp Tố kinh ngạc. Hôm nay ta đặt liền. Hoàng Nhị Tiền nói, cô đã tìm về quyển trục giúp ta, đặt, đặt ngay, ta sẽ đặt toàn bộ vốn liếng vào thiên cơ môn. Tùy ngươi, Diệp Tố chỉ dặn dò hắn nhớ chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Năm nghìn người rút thăm đối chiến, chia ra làm mấy đợt đánh. Dù phục thời cùng dịch huyền đều là đánh vào ngày đầu tiên, Lữ Cửu và Diệp Tố ở ngày hôm sau. Trời vừa sáng Diệp Tố liền qua gõ cửa phòng tiểu sư đệ, kéo người từ trên giường dậy, mang đến sân thi đấu tiêu điểm của ngày thứ nhất chính là cặp đấu của Lục Trầm Hàn và Trương Sơn, cơ hồ tất cả đệ tử của các tông môn đều tới, những người đoạt thứ hạng cao của các phương đều tập trung xung quanh lôi đài đó. Các ngươi cũng tới xem Lục Trầm Hàn đối chiến sao? Mai cửu nhân nhìn thấy Diệp Tố thì mười phần nhiệt tình sáp lại. Thật là có duyên. Diệp Tố, chúng ta tới để thi đấu. Lôi đài của Du Phục Thời ở ngay bên cạnh lôi đài của Lục Trầm Hàn, và cả hai đều là trận thứ hai trong ngày. Mai cửu nhân tay cầm một nhành hoa, bám theo nói, duyên phận của chúng ta không chỉ có mỗi chuyện này. Người đang nói về Nguyệt Nha Sạn được thiên đạo chúc nguyện sao? Diệp Tố bình tĩnh nói, sau khi biết tên của hắn thì nàng liền biết người mua Nguyệt Nha Sạn lúc trước là ai. Về sau nếu có hư hỏng gì ta có thể giúp ngươi sửa một lần, miễn phí. Mai cửu nhân tức khắc nói, quả nhiên người đẹp thì tâm địa cũng thiện lương. Diệp Tố, lấy lòng cũng vô dụng, chúng ta sẽ không gia nhập hợp hoan tông. Mai cửu nhân nhìn nhìn Diệp Tố, lại nhìn nhìn du phục thời, thở dài một tiếng nói, nguyện vọng cả đời của ta chính là tu chân giới không có người xấu xí. Nếu các ngươi gia nhập hợp hoan tông thì lực lượng của chúng ta liền lớn mạnh thêm vài phần. Cách nguyện vọng của ta lại gần hơn một bước. Diệp Tố, sư phụ nói không sai, người hợp hoan tông xác thật là hết thuốc chữa. Sư huynh, lục trầm hàn đánh chưa? Nhan hảo nhảy xuống từ một lôi đài khác vội vã chạy tới, hiển nhiên là vừa mới đối chiến xong. Nhìn thấy du phục thời cùng diệp tố thì hai mắt nàng ta liền phát sáng, thở ra một câu y đúc mai cửu nhân, thật là có duyên. Diệp Tố thậm chí còn hoài nghi đệ tử hợp hoan tông luyện qua công pháp gọi là thuật làm quen sứt sẹo, lúc này hai lôi đài đầu tiên vừa vặn một trước một sau đã kết thúc đến phiên loạt đấu thứ hai diệp tố lấy ra một túi linh thạch đưa cho du phục thời phòng ngừa lát nữa hắn cần đến du phục thời nhận lấy chậm gì gì kéo khớp huyết kiếm bước lên lôi đài ở một lôi đài khác lục trầm hàn từ xa ngự kiếm bay tới chỉ xẹt qua một đạo tàn ảnh đợi mọi người định thần nhìn kỹ thì hắn đã đứng trên lôi đài cẩn thận Trình Hoài An vỗ vỗ bà vai Trương Sơn nói: Ngày đầu tiên đã có thể xem được lôi đài của đệ nhất Đông Phương và Côn Luân đệ nhất nhân nên số người vây xem mỗi lúc một nhiều. Trương Sơn bước từng bước lên bậc thang, từng bước như dẫm trong lòng mọi người. Ngay trận đầu tiên đã đụng phải Côn Luân đệ nhất nhân, cho dù là ai cũng đều sẽ không nhẹ nhàng. Lục Trầm Hàn cũng không để Trương Sơn ở đối diện vào mắt, tầm mắt hắn quét một vòng dừng trên người du phục thời ở lôi đài kế bên. Lục đạo hữu mời. Trương Sơn chắp tay nói. Lục trầm hàn đứng ở giữa lôi đài, một tay cầm kiếm, hắn không đáp lời mà chỉ thoáng gật đầu. Trương Sơn kẹp lá phù vào giữa hai ngón tay, chủ động công kích, nhất phù sinh vạn phù, hai tay hắn phóng phù ảo ạt về phía trước, giống vạn mũi tên bay về phía lục trầm hàn. Với áp lực của cái tên Côn Luân Lục Trầm Hàn mang lại mà Trương Sơn có thể phát huy như vậy có thể nói đã vượt xa ngày thường, nhưng kiếm của Lục Trầm Hàn thậm chí còn chưa ra khỏi vỏ, chỉ xoay tròn vung lên một cái thì tất cả phù chú đều đã bị hắn phá tan tác, nổ tung. Chiêu chủ động đầu tiên thất bại, đồng thời thân hình Lục Trầm Hàn thoát một cái liền biến mất trước mắt Trương Sơn khiến chán hắn không khỏi rịn mồ hôi. Lông tơ chợt dựng lên, hai tay tức khắc mở rộng, xoay hai lá phù chú thành vòng, hạ một lớp chắn ở phía sau lưng. Vỏ kiếm của lục trầm hàn đâm vào phù trận của Trương Sơn, linh lực chấn động xung quanh lôi đài. Phản ứng của Trương Sơn cũng đã đủ nhanh nhưng vẫn còn kém một chút, lục trầm hàn cầm kiếm bằng một tay. Kiếm chỉ hơi chuyển nhưng phù trận của Trương Sơn liền phẳng phất như một khối đậu hủ bị nhẹ nhàng chọc mở. Hiện tại nếu ngươi đi xuống thì ta sẽ không đả thương ngươi lục trầm hàn nói trương sơn không đáp lời trong bàn tay vươn ra phía sau một lần nữa xuất hiện phù chú nhưng lần này thậm chí cơ hội ra tay hắn cũng không có bởi vì lục trầm hàn vung ra một đường kiếm kiếm ý sắc bén đi ngang đánh về phía trương sơn cả người hắn bị một kiếm này nốc lên cao sau đó lại nện xuống lôi đài thật mạnh không có một chút lực chống cự nào cách vỏ sinh kiếm ý thực lực của hắn đã khủng bố đến mức này Trương Sơn muốn đứng lên nhưng lại chỉ có thể động đậy được mấy ngón tay, hắn nằm trên lôi đài, ngay cả đầu cũng không thể chuyển động, thậm chí nhìn không tới được Lục Trầm Hàn. Lục Trầm Hàn chậm rãi đi đến trước mặt Trương Sơn, duỗi tay bóc nát thông hành đơn của hắn sau đó mở bàn tay ra, hất vụn ngọc rơi là tả xuống lôi đài. Dưới đài một mảnh trầm mặc, sắc mặt của Liên Liên cùng Trình Hoài An rất khó coi. Phật tử vạn Phật tông cốc lương thiên đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh này thì bàn tay lần chàng hạt cũng dừng trong một khắc, sau đó hắn xoay người rời đi. So với bên này thì lôi đài kế bên cực kỳ an tĩnh. Dù phục thời vừa bước lên đài thì khắp huyết kiếm liền bắt đầu tự lực cánh sinh, bản thân đối thủ vốn không quá mạnh nhưng thấy chính mình còn có thể tới lui mấy chiêu với thanh kiếm nên cũng cảm thấy tự tin hơn một chút sau đó mọi người dưới đài liền thấy du phục thời lấy ra một cái đệm từ túi càn khôn, hắn vỗ vỗ đệm rồi cứ vậy tự nhiên mà ngồi xuống đà tọa. Lực chú ý của Diệp Tố vẫn luôn ở lôi đài bên này của du phục thời, nhìn thấy hắn đà tọa thì nàng đột nhiên nhíu nhíu mày, nhưng đầu hỏi từ Trình Ngọc đã đối chiến xong trước đó, đánh xong có thể tiếp tục ở trên lôi đài hay không? Từ Trình Ngọc khó hiểu, nhưng tiếp theo sẽ có một cặp khác bước lên thi đấu để ấy sợ là phải tiến giai." Diệp Tố nói. "Tiến giai?" Từ Trình Ngọc nhìn về phía Du Phục Thời đang đả tọa trên đài, Từ thái đoan chính khó gặp, tình huống này thì vẫn có thể tiếp tục ở trên đó, trưởng lão chủ trì sẽ mở một lôi đài khác. Tu sĩ đối diện trên lôi đài nhanh chóng bị khấp huyết kiếm đánh bay xuống dưới, linh khí xung quanh bắt đầu đổ về phía Du Phục Thời, động tĩnh lớn đến nỗi kéo tới vài vị trưởng lão xem xét. Các trưởng lão nói với nhau vài câu sau đó hạ thêm một tầng kết giới xung quanh lôi đài, phòng ngừa có người quấy rầy. Trong tông môn đại bỉ có rất nhiều người luôn nhìn chằm chằm, dù phục thời cũng đã đánh xong vòng đối chiến, hiện tại hắn tiến giai không thể tùy ý quấy nhiễu. Sao lại đột nhiên tiến giai? Cũng không thấy hắn đánh ra hoa ra lá gì mà. Có người khó hiểu. Chuyện của thiên tài chúng ta bớt hỏi chút đi. Nói cũng đúng lục trầm hàn bước xuống đài xoay người nhìn du phục thời trên đài kế bên đôi mắt thâm trầm nhìn không ra đang nghĩ cái gì khi hắn rời đi mọi người xung quanh liền chủ động tránh ra một con đường một ngày trôi qua du phục thời vẫn còn ngồi trên đài tiến giai không có động tĩnh gì khác đại sư tỷ ngày mai tỷ còn có trận đấu hạ nhĩ chạy tới nói tỷ về trước nghỉ ngơi đi không cần đâu Diệp Tố xoay người hỏi hắn, có người tìm các đệ để chữa trị pháp khí không? Ba người Minh Lưu Sa tới đây không riêng để xem đại bỉ mà còn tận dụng cơ hội để chữa trị pháp khí cho các tu sĩ khác. Chỉ có vài người của Đông Phương là nguyện ý, còn lại mọi người đều tìm đến Trảm Kim Tông và Phá Nguyên Môn. Hạ Nhĩ nói, không vội, Diệp Tố bảo hắn cứ đi về trước, trận của tỷ chính là trận đầu tiên của ngày mai, tối nay tỷ sẽ qua đêm ở đây hạ nhĩ từ trước đến nay đều rất nghe lời đại sư tỷ nên nhanh chóng liền rời đi nhưng sau đó đến dịch huyền lại tìm tới hắn cũng không nói lời nào cứ đứng ở bên cạnh diệp tố quay đầu nhìn hắn sao không quay về tu luyện tu luyện ở đây cũng vậy thôi dịch huyền nói xong thì thật sự liền ngồi xuống trên sân thi đấu đã sớm không còn một bóng người chỉ còn hai người bọn họ và một người trên lôi đài mặt trời lặn rồi lại mọc qua đến ngày hôm sau nhưng du phục thời vẫn chưa có động tĩnh gì dịch huyền đứng dậy tỉ nên đi thi đấu diệp tố ngẩng đầu nhìn thoáng qua du phục thời trên đài nói với dịch huyền lát nữa ta sẽ quay lại tìm được lôi đài mình sẽ đối chiến diệp tố bước lên lại gặp nhau rồi diệp tố nhìn thanh niên phù sư đối diện nói khoan đã mã thượng tấu giơ tay ra nói nhanh trước khi nàng ra tay nhờ vào phủ pháo ống của cô mà ta giành được thông hành đơn ừ diệp tố hỏi hắn ngươi còn muốn mua mã thượng tấu điên cuồng lắc đầu ngày hôm qua ta cho người khác mượn dùng bị đánh hỏng rồi cô có thể giúp ta sửa trước được không diệp tố sửng sốt được đưa đây ta xem thử vì thế có mấy người vốn tùy tiện đến xem đối chiến thấy hai người trên đài như thế thì không hiểu nổi chờ cả nửa ngày mà cứ thấy hai người cứ trụm đầu vào nhau, không thấy hai người động thủ. Các ngươi còn đánh nữa hay không? Mã thượng tấu nhấc tay, tới ngay tới ngay, các người đừng gấp, chờ phù pháo ống của ta sửa tốt đã. Mấy người dưới đài cạn lời. Bị kiếm tu chém. Diệp tố nhìn dấu vết trên phù pháo ống hỏi. Đúng vậy, sư huynh của ta hôm qua bị kiếm tu chém. Mã thượng tấu vào đầu, khiến phù pháo ống của ta cũng bị chém hỏng rồi. Trình độ của kiếm tu đó không tồi. Diệp Tố lấy từ túi càn khôn ra mấy loại tài liệu, để ta ra cố sửa lại giúp ngươi. Hai người các ngươi ở trên đó chơi đồ hàng à? Ở dưới có vài người chờ đến mất kiên nhẫn, trong đó có một người cả giận nói, chờ đó. Người nọ quay đầu chi hô trưởng lão chủ trì đến đây, cử báo hai người này trên lôi đài không động thủ hai người các ngươi cuối cùng có đánh hay không trưởng lão chủ trì không kiên nhẫn nói ông còn muốn đi xem tân phật tử vạn phật tông đối chiến nữa mã thượng tấu nhanh chóng đứng lên đánh diệp tố khiêng phù pháo ống theo bản năng nghề nghiệp bỏ vào trong một lá bạo phù để ta thử xem đã được chưa nàng chĩa pháo lên trời nã thử một phát tuy nhiên diệp tố quên mất là toàn bộ lôi đài đã được thiết hạ kết giới một tiếng ầm cực lớn vang lên, khiến người trên đài dưới đài đều giật nảy mình. Nứt, nứt ra luôn rồi. Mã thượng tấu che đầu ngồi xổm trên lôi đài, ngón tay chỉ vào vết dạn nứt hiện ra trên kết giới, lắp bắp nói. Trường lão chủ trì cũng bị dọa nhảy dựng, nhìn chằm chằm phù pháo ống trên tay diệp tố. Kết giới này chính là tu sĩ hóa thần kỳ dựng lên đấy. Tu sĩ cử báo lúc nãy giờ phút này há hốc miệng, hắn bắt đầu hối hận bản thân quá lỗ mãng vạn nhất bị mang thù thì phải làm sao phù của cô thật lợi hại mã thượng tấu đứng dậy lòng vẫn còn sợ hãi nói diệp tố cúi đầu nhìn thoáng qua phù pháo ống bạo phù mà nàng bỏ vào là phù chú mà nàng đã vẽ trong lúc nhàm chán đêm qua có vẻ là uy lực của nó còn mạnh hơn trước mã thượng tấu lặng lẽ ôm lại thanh phù pháo ống của mình còn đưa một ít linh thạch cho diệp tố mà ta nói này, ta có thể không đánh được không? Không thể đánh sao? Vừa rồi Diệp Tố nghe hắn nói một đống lời nói như vậy, còn muốn sửa phù pháo ống nên nàng còn tưởng rằng hắn muốn đại triển thân thủ. Sư huynh của ta hôm qua đã bị chém đến bán thân bất toại, tương lai ta còn phải dưỡng huynh ấy, còn phải lo tống chung, lo hậu sự cho sư phụ của ta nữa, không thể cũng bị phế đi. Mã Thượng Tấu ném trả lại thông hành đơn cho Diệp Tố chạy đến bên rìa lôi đài gõ gõ lên kết giới nói với trưởng lão chủ trì bên ngoài thả ta ra ngoài bỏ quyền ta bỏ quyền trưởng lão chủ trì kết giới vừa mở ra mã thượng tấu khiêm phù pháo ống lập tức chạy nhanh như chớp diệp tố trên đường quay lại lôi đài của du phục thời diệp tố đụng phải lữ cửu vừa mới đầu xong diệp tố cô đối chiến sao rồi không đánh Lữ cửu cho rằng đã xảy ra chuyện gì gì, sao lại không đánh? Hắn bỏ quyền. Diệp Tố nghĩ nghĩ lát nữa cải tạo phù pháo ống thử xem. Thì ra là vậy. Lữ cửu thở phào một hơi, vậy là vòng một tất cả đệ tử thiên cơ môn đều qua. Hai người đang nói chuyện thì chân trời nơi xa đột nhiên hiện ra kim quang. Diệp Tố nhíu mày nhìn về phía đó, đó là phương hướng lôi đài của du phục thời.